Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chơi cái ai ngày. Hôm nay mình sẽ không làm theo những thử thách anh em nữa. Hôm nay mình sẽ chơi lại học lại cái tuổi thơ của mình, những cái deck của mình. Đó chính là các bạn biết deck gì không ạ? Mình sẽ chơi deck công thành anh em xem nhá. Ok, từ từ đó. Của các bạn ơi, lại chuẩn bị ăn cơm rồi. Cố gắng quay tạm cái video cho bạn đây. Từ từ nha, đây là 4.439 các bạn ơi. Chơi giác công thành nữa nha, chúng ta chỉ chơi cấu rỉa thôi các bạn. Đấy các bạn vào cái like, các bạn những gặp những cái này các bạn donate cho người ta nhé. Các bạn vừa được vàng được EXP đó, các bạn xin cái gì các bạn xin này, cho con bùn luôn. Bùn mình sắp hết bùn rồi nhưng mà vẫn cho anh em nhé. Để deck phần chết này, mình sẽ mở gương anh em nhé. Đó, vàng mình cũng sắp hết vàng rồi. Ok, mình sẽ chơi, đây là deck cái deck truyền thống của mình các bạn, deck là mình hay chơi. Ok, mình sẽ chơi deck công thành hai túi lốc các bạn này, hai quả can đông lên nhé các bạn nha. Ôi không đủ tiền nâng này thì giết người rồi. Tháo can đông có đau hơn một chút là rất có lợi thế nhé bạn nhé. Các bạn chơi hai con hạt giống giúp mình à, may có hạt giống của mình đây, level 4 này các bạn, quá tuyệt vời luôn. Ôi xưa ngày level 3, hai hỏi nhân thạch, hai cậu chuột nhau nha. Các bạn có thể thay vào đó là, các bạn có thể thay vào đó là gì nhỉ, con sói này cũng được, con sói này nha anh em nhé. Nhưng mà của mình đây pháo nông không đủ tiền, trời ơi mình cần quá pháo can nông. Các bạn biết không, mỗi trận có thể các bạn có thể bắn đến gì nhỉ, 3-4 quả 5 quả mà các bạn thì lên thêm mấy chục đam mà các bạn lên được bao nhiêu máu rồi các bạn, nó rất là nhiều luôn các bạn. Ơ Việt Nam này, tiêu đen này. Các bạn từ từ nha, mình sẽ bắn này. Giá như level 7 thì bắn nó đau hơn ta một chút ạ. Đây đá họ 11 nhá. Mình trận này mình chơi theo phong cách là gì nhỉ? Công thành anh em nhé. Bè và gì, đúng rồi. Đường giữa không ai bè, đường giữa không có con xương nào bè. Kệ Phượng Hoàng, Phượng Hoàng họ không chết mày quá. Nếu mà chết là nguy hiểm cho mình lắm anh em ạ. Công thành nha bạn ơi, mình còn pháo. Kiểu gì can đông tí nó cũng sẽ ra tiếp, các bạn đợi này. Kệ nên là phay bạn ơi, các bạn ra này còn chờ mình hạt giống ngay rồi bạn ơi. Trận này mình tự tin là thắng nha anh em nhé. Kệ nó đi anh em ơi, mình còn một túi lốc để thổi về mà anh em ơi. Tôi công thành thôi, tôi công thành các bạn ơi, không có gì đâu, tôi công thành thôi. Ok tuyệt vời không em, đó là chơi công thành thôi, quan trọng đấy gì đâu đúng không. 4469 rồi bạn ơi, 4600 mà Master 3 giờ mà lại sắp lên 4500 rồi. Trận này mà cộng 31 là lên ngay 4500 vậy. Thế là nếu mà thắng, thắng mà trong trường hợp thắng lại cộng 31 4500 đây. Trận này thắng thì thừa cộng luôn này bạn này. Họ hơn mình gì nhỉ, họ hơn mình hơn gần đến chục điểm. Phải đoán, mình đoán trận này cộng 32 bạn ạ. Xin khẳng định luôn, bạn này ai là bạn này mình thấy có vẻ ghê đấy bạn ạ. Cấp 8 mà leo đến đây là kinh đấy. Không sao anh em ơi, bạn này chơi keo đắc cổ điểm. Đắc này là gì nhỉ? Mấy dân chơi của Champion đó bạn, là họ hay đánh lắm. Nên cái mình gặp trường hợp này mình dễ ăn được, bởi vì mình chưa chắc công thành nữa. Nên mình rất trận này mình quá lợi thế luôn. Đấy. Good game luôn, mình xin khẳng định là good game luôn. Gáy trước anh em ạ. Mình sẽ gáy trước bởi vì mình hiểu cái bạn này chơi jack kiểu này rồi, Demon này, sói này hoặc là Viking này có rồng này bạn này. Mình quá hiểu cái jack này rồi anh em ạ. Mình không lạ gì cái jack này nữa đâu anh em ơi. Nên anh em yên tâm ở cái tài năng đọc jack của mình nha anh em nhé. Trận này win chắc rồi anh em ạ. Không phải nghĩ ngợi gì đâu, trận này mình win mà anh em. Đấy, mình biết ngay là có sói, cái jack này jack truyền thống đi đánh cú vòi đánh Champion rồi. Mình hiểu. Mình thấy hai viên mana mình có thể áng được tượng gai tiên đá cộng 33 rồi mà. Để mình xem cái deck này anh em xem nha, cho anh em xem nhé. Đấy, cái deck này gần như là deck truyền thống rồi, mình cũng áng được rồi, lên mình thì bắt bài được người ta là mình sẽ đánh được. Tiếp bắn nữa anh em nhá. Xong rồi chuẩn bị mình còn đi ăn cơm nha bạn ơi, sắp ăn cơm rồi, anh em hiểu không? Chơi deck công thành tí mà không thành. Cái deck này là ác chính mình hay chơi, nhưng mà ác chính của mình là gì vậy? Level pháo của mình phải nói là thôi rồi luôn, như như bom nguyên tử luôn rồi bạn ạ. Nếu mà doping lên các bạn không hiểu đâu, thành 8 thì mình xin nói bạn, mình chỉ cho vài quả là bay đấy. Hạt giống của mình cũng to, xương của mình level cũng cao hơn bạn ạ, cao hơn 1-2 level luôn.
gần 2 level mà các bạn biết nhá, càng lên cao càng khó lên level. Bởi vì lên cao có nhiều thẻ lắm mà, level càng cao càng khó lên một level. Ví dụ epic từ level 6 lên level 7, các bạn lúc ấy cần, các bạn cần gì nhỉ? Cần 100 thẻ rồi các bạn ạ, các bạn hiểu không? Nên nó rất là đắt. Thế rồi, bọn này mình bài mình hơi xấu anh em ạ. Thành 10 nữa. Biến hình tiếp. Đó. Bài đỏ thế nhỉ? Kệ đi anh em ơi, mình còn tố lốc mà, mình be vào đây các bạn nhá. Được rồi, kệ. Kệ đi anh em ơi, kệ thôi. Thả đây bạn ơi, xương của mình không ổn đâu bạn. Được đấy. Pháo nhanh thành anh em ơi. Kệ con Phượng Hoàng, cho Phượng Hoàng có bắn đi, bắn chán đi. Không ấy rồi kìa bạn nhờ, không ấy rồi. À chơi mộ, mộ thì có hạt giống anh em ơi, lo đấy kì đâu anh em. Hai anh em cứ từ từ ơi, còn tố lốc mà anh em ơi, lo đấy kì đâu. Cứ từ từ thôi anh em ơi, kệ họ nha anh em. Anh em cứ yên tâm ở mình, còn tố lốc ra tiếp này. Đấy mình nói ngay mà. Good game, trận này mình tự tin là thắng anh em ạ, tự tin. Quá tự tin thắng rồi. Lại quả à, lại tiếp anh em, quá tự tin thắng luôn, good game. Kệ đây anh em ơi. Này, cho họ ấy về đi. Họ bắn chết con đấy thì mình thổi tố lốc về. Và một quả. Quá tự tin win luôn anh em ơi, không phải nói nhiều. Good game mà, good game. Phá nhanh thạch mình có này anh em ạ. Ok, mình sẽ thổi về. Và thổi về. Nhây đem bạn tí nha anh em nhé. Thả hạt giống ở đây. Đó, nhây đem bạn tí. Ok, good game here. Đấy, anh em thấy chưa? Mình mở đầu mình đọc mọi trận này win rồi, mình tự tin rồi. Mấy cái thẻ kia, mấy cộng số lốc thẻ tiếp theo mình ra là mình có thể án được trận đấu rồi anh em ạ. 4532 rồi. Ok, làm một tiếp một ván nữa anh em nhé. Làm tiếp một ván nữa cho anh em xem nhé. Xong rồi mình sẽ xin dừng clip anh em nhé. Chuẩn bị đi ăn cơm thôi bạn ơi. Các bạn ăn cơm chưa? Tha, à Việt Nam à? Không. Tên thì tên Tha thế. 11 anh em ạ, trận này khả năng mình nguy cơ tèo bạn. Nguy cơ tèo rất là cao luôn. Pháo cân nông thì yếu quá, đáng lẽ phải lên level 7 hoặc là 8 rồi, doping lên càng tốt bạn ạ. Nhưng mà mùa này vẫn mới chỉ là đầu mùa mà bạn. Lên doping làm gì sớm đúng không các bạn? Ok nhá, 8.500. Các bạn đợi cái thẻ này đi, 6 thẻ các bạn lấy 12 con xương, bạn thả con gì nhỉ? Cậu chuột đường trên giúp mình nhá. Đó, như vậy là đã bị be rồi. Anh em so trường hợp mà anh em so giúp mình nhá. Là gì? Con demon này đam nó to hơn nhiều con đá. Anh em lưu ý là thổi con demon mình nhá. Con mage của họ cũng thế kìa. Đó, anh em thấy gì chưa? Trận này mình thấy tèo rất là cao, cố gắng rồi bạn ơi. Thẻ xương để be vào. Xương, không có xương rồi anh em ơi. Ôi họ bùn nhỉ. Ok, mình sẽ thổi đường này, ngồi thổi cái đường trên nhá bạn nhá. Con đá ấy, các bạn yên tâm, nó không có đam mấy đâu. Nên các bạn đừng chủ quan là cứ bạn thôi thổi con đá về đi. Các bạn thổi con đá về là sai nhá bạn nhá. Ok, mình sẽ công thành ngay, mình sẽ thổi. Trận này mình tự tin là win nhá bạn nhá. Cố gắng win càng sớm mà. Ok, thank you. Con rồng này là con rồng tác hại anh em ạ. Mình xin nói khẳng định anh em, con rồng này con rồng tác hại. Good game. Đừng từ. Thổi tố lốc về nhanh. Ui, còn đầy pháo anh em này, còn nhự đầy này. Thổi tố lốc về không kịp ạ. Đúng à. Mình đã toán trận này khả năng ăn được rồi. Lúc đầu trận mình không dám đâu, nhưng mà đến giữa trận mình nhìn tình thế là mình án được anh em ạ. Ok nhá, hôm nay làm clip ngắn gọn về deck công thành thôi. Anh em để chơi theo nha anh em nhá. Học hỏi. Anh em lưu ý phải nuôi những quả pháo ở trận đầu anh em nhé. Trông chờ hạt giống, cấu rịa. Anh em cấu rịa dần dần thôi, còn đâu chủ yếu là do pháo các bạn nhé. Nguy cơ thì anh em thổi tố lốc về cho tem địch anh em nhé. Đó, cách đánh anh em nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.